Hiểu chưa, chào cô chú và anh chị nhá. Tối rồi, 7-8 giờ tối xong rồi cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị dùng với nghĩa ly trà. Có một thằng em nó yêu cầu quay sơ siêu chợ ít mới khám bệnh xong cô chú anh chị. Chào buổi tối cô chú anh chị ơi, đầu cũ của nay sao còn quá tài cô chú anh chị, không hay gì ta. Mời cô chú anh chị với nghĩa dùng nghĩa ly trà cái ra quay review con siêu chợ ít mới khám bệnh xong nha. Ê, chú Nghĩa đây, mới khám bệnh xong im quá im luôn. Còn lại giờ có độ sáng ấy ha. Không gỡ ra thôi chứ gỡ ra nó bệnh nó nặng quá nặng luôn rồi. Không sao, cũng xong rồi. Tổng thiệt hại gần chai nha cô chú anh chị. Trong sinh dĩa nó đậu đen đâu, hắn lại hết kêu rồi, im ru. Để quên mở camera ra cho nó sáng nha. Thì thầm mùi sơn rè luôn, hết rè rè. Trời ơi, đồ cũ còn quá trời luôn. Rồi 6-7 nữa nè. Cái 7 này cũng vô cái ba ga. Gãy ba ga là vô ba ga luôn. Nổ không à. Đây, lại con nữa đây. Trâu à, mấy con trâu à. Trâu này mới dữ dội là cô chú anh chị. Trâu này nằm trong đây chứ quy lực lắm nha. Ô là cái máy luôn nè. Tắt luôn rồi. Lâu quá không chạy thì nó tắt hay gì. Thank you.
thất nghiệp quá, không biết làm gì trơn, nổ máy cái này quay video gửi cô chú chị xem. Đây, tàu này dữ dội cái bô đi chở hàng du lịch. Xem video Nghĩa nha. Bye bye. Sử dụng món đồ cũ nào alo cho Nghĩa.